thì có xe nào mới về mình quay mình chia sẻ, mình chia sẻ để cho cả nhà mình cùng tham khảo ha, cả nhà mình cùng tham khảo đó. Rồi mình quay thấy đời này mình thấy hai cái màu này rất là đẹp, thì hôm nay mình quay mình so sánh cho cả nhà để cả nhà có sự lựa chọn mới mẻ nha. Thì cả nhà cứ xem kênh mình nhớ đăng ký kênh nha, cho mình xin một like nếu video hữu ích, cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Xin chào cả nhà nhé, xin chào cả nhà đến kênh YouTube của Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình so sánh hai em quay thấy phiên bản mới cả nhà 2024 ha, màu trắng xanh và màu đen đỏ ha. Rồi thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình so sánh hai em nó có cái màu nào đẹp ha, thì để mình review cho cả nhà để cả nhà có sự lựa chọn ha. Rồi xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Rồi đây là nhân vật chính ngày hôm nay đây, xin mời cả nhà cùng theo mình so sánh hai em nó ha. Thì cái em bên tay phải của màn hình mình á thì em màu đen đó, có cái ốp lường màu đỏ ha, ốp lường màu đỏ còn gọi là đen đỏ ha. Còn em bên tay trái màn hình mình, rồi bên tay trái thì em màu trắng này, trắng xanh nha cả nhà. Thì hai em này là phiên bản 2024 hết ha, hai em hoàn toàn mới nè. Thì hôm nay mình review hai em này để cho cả nhà có sự lựa chọn nha. Đó thì cả nhà thấy hai em nó như thế nào đó. Thì em bên kia đó cả nhà, cái ốp lường chỗ má bẩn đó màu đỏ ha, đỏ đen đen bóng nha. Còn bên đây thì màu trắng xanh bóng luôn nha. Rồi xin mời cả nhà cùng review em hai em này dưới mình nha. Đó đó, đây là dàn đuôi em nó nè, dàn đuôi của hai em nó nè. Đó thì cả nhà thấy hai em này em nào đẹp đó. Thì cái em màu đen á thì đen bóng, màu trắng á trắng bóng luôn ha. Thì mình thấy quay thấy đợt này ra hai cái màu này rất là đẹp nha cả nhà, hai cái màu này rất là đẹp, toàn là màu bóng hết. Thì màu bóng thì cả nhà biết rồi đó, màu bóng nó rất là sạch sẽ đó, cả nhà rửa đồ rất là sạch ha. Đó thì hai em nó còn y nguyên nè, mình để vẫn còn để cái miếng bọc bọng ni lông trên yên luôn hết cả nhà. Đó yên nguyên luôn, mình không có tháo ra. Đó cả nhà thấy không, đây phục em nó nè. Đó đó, kem màu đỏ bóng, đỏ đen, đen đỏ gì cũng nói nha cả nhà. Thì cái dàn đầu nè, cái dàn đầu thì màu đỏ ha, mặt nạ trước thì màu đen đó. Còn em màu trắng xanh thì cái dàn đầu thì màu xanh đó, còn mặt nạ trước thì màu trắng. Thì đợt này quay thấy kết hợp hai cái màu này rất là đẹp, rất là ăn tiền hết cả nha. Đó rồi đây em nói đây, quay thấy 125 đốc máy nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn ha. Thì hôm trước mình có review hai cái màu này xong rồi đó cả nhà. Thì cả nhà nếu mà thích em nó thì quay lại ha, quay lại clip thì cả nhà xem đó. Thì cả nhà biết cái độ chi tiết của cái đầu bò đợt này mình thích lắm cả nhà.
nó rất là mịn ha. Đó. Cái nước nhôm, nước gan như này rất là mịn màng luôn á. Y gan như một chiếc xe mà, một chiếc xe cao cấp đó cả nhà, cao cấp. Đó, nó rất là mịn màng. Đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Nè, bên đây cũng vậy nè cả nhà. Đó. Cả nhà thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Thì đây cổ bô nè. Cổ bô quý thấy đời mới giờ thì nó đã làm cao lên nè cả nhà. Nó không có thòng xuống như cái đời mà 2022 ha. Đó. Cao lên nè. Thì nên cả nhà chạy qua mấy những cái gờ đó, cả nhà thấy rất là an toàn. Như cả nhà leo lề, leo dốc được đó. Thì nó không có bị cấn ha. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Đây. Để em nó nè. Để chưa có một cái vết xước luôn. Đó. Chỉ vết xước nhỏ nhỏ này là trên xe dẫn xuống cả nhà. Vận chuyển đó ha. Đó. Đây. Rồi. Thì cái chiếc xe màu đỏ này nè, màu đen đỏ này nè cả nhà. Màu đen đỏ này thì đã có khách đặt cọc mua rồi nha cả nhà ha. Còn lại cái em màu trắng. Em màu trắng này thì còn 5-6 chiếc nha, 5-6 chiếc. Em màu đen đỏ này thì hết rồi, còn có một chiếc một ha, còn một chiếc một. Đó. Còn một chiếc một trong kho nha cả nhà. Còn em này thì người ta đã đặt cọc lấy rồi nha. Lấy cái em màu đen nè. Màu đen rất là men, rất là bóng nè. Còn em màu trắng xanh này thì mình xin chia sẻ luôn ha. Mình chia sẻ cho hai cái em này để cả nhà mình cùng tham khảo nha. Thì cái em màu đen này á, em màu đen bên bên trái á, thì bữa nay mình chia sẻ thêm nha cả nhà. Chia sẻ thêm cái em màu đen bên trái á, thì bây giờ nói bên phải á, em này mà ai mà thuộc về mệnh thủy ha, mệnh thủy chạy cái em màu đen này rất là hợp. Là màu đen nó thuộc về ngũ hành thủy cả nhà, mệnh thủy ha. Đó. Đó. Còn màu trắng này á, nó thuộc về cái mệnh kim ha. Kim thì nó màu trắng. Đó. Rồi. Thì kim bên đây là thủy. Kim sinh thủy thì hai cái em này rất là hợp. Nếu mà hai vợ chồng hả, là hai anh em hả, là bạn bè gì á, người mạng kim người mạng thủy thì mua cái cặp này chạy thì rất là hợp ha. Thì cả nhà theo cả nhà biết á, thì mình mua xe á, mình cũng coi ngày, thì mình cũng coi ngày đồ ngày tốt rồi mình mới mua cả nhà, ai cũng vậy. Nhưng mà nó có hợp cái màu xe, nó có hợp với cái mệnh của mình hay không nữa là cái chuyện đó là ít ai biết ha. Đó, chỉ có người biết người không nha cả nhà. Đa số chọn cái ngày thôi chứ ít ai mà chọn cái màu mệnh lắm, màu hợp với mệnh mình lắm. Thì mình thấy cái màu hợp với mệnh mình thì nó rất là hay nha cả nhà. Rất là hay. Tại vì chiếc xe nó hợp như mình chạy rất là an toàn ha. Không có bị chuyện gì xảy ra hết. Nó rất là an toàn trên mọi nẻo đường ha. Đó. Thì đó là cái mệnh ha. Cái mệnh. Cái ngày tốt còn kết hợp với cái mệnh đó nha cả nhà. Này thì mình chia sẻ thêm ha. Đó. Rồi. Thì cả nhà nếu mà thích cái xe gì, mệnh gì, thì cả nhà để mình lại comment bình luận đi. Mình sẽ chia sẻ. Mình sẽ comment cho cả nhà. Để cả nhà biết mà có cái sự lựa chọn tốt nhất. Thì mình làm review chia sẻ thì có sao mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Thì nếu mà mình biết thì cả nhà đều biết hết đó. Thì cả nhà tiếc gì hẳn cho mình xin một cái đăng ký kênh nè, một like nè, chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Đó. Rồi. Thì mình quay á, mình quay xe, mình cũng chia sẻ tất cả những cái gì hay, những cái gì tốt thì mình chia sẻ. Thì cả nhà cũng chia sẻ với mình ha, cũng chia sẻ với mình bằng cách chia sẻ video ha. Đó. Rồi, thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì hai em này hôm trước mình có báo cái giá. Báo cái giá rồi cả nhà, nếu mà thích á thì cả nhà xem lại hai em đó. Thì có cái giá của hai em này luôn ha. Hầu như nó 70 mấy triệu cả nhà, 78 triệu hả gì á. Thì cả nhà xem lại cái video ha, vô cái clip mình đăng ký kênh Võ Thanh Hiền TV thì sẽ thấy những cái clip mình quay đó, những cái clip mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đó, rồi. Thì hôm nay thật sự là mình trời cũng nắng nhưng mà mình chia sẻ để cả nhà mình có hàng nào mới thì mình quay à. Mình quay mình chia sẻ lên cho cả nhà mình để cả nhà mình cùng cùng biết
nếu mà mình biết thì cả nhà cùng biết ha. Đó rồi, thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video sau nha. Thì cả nhà biết quay Thái đời 2023-2024 thì nó có cái học bên đây nè. Nè, có học bên trái nè. Cái nhà để điện thoại được rất là tiện lợi luôn. Đây, học này ha. Đó, cái học để chìa khóa chỗ này luôn. Đó. Chìa khóa em nói rất là dài, hai cái luôn. Zin luôn ha. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi. Thì bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Đây. Đây, đó.